Ta làm cho bạn một câu đồ thị về phản ứng cho từ từ CO2 vào hỗn hợp hai muối CO3 và H2O3. Đề cho như sau: cho từ từ HCl vào dung dịch chứa Na2CO3 và KH2CO3. Số mol khí CO2 phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bơ đồ thị bên dưới. Yêu cầu chúng ta là tìm tỷ lệ ZJ. Như vậy khi chúng ta cho từ từ trừ khi chúng ta cho từ từ axit vào muối thì chúng ta thứ tự sẽ ra như sau. Đầu tiên là HCl sẽ đi tác dụng với Na2CO3 để tạo ra NaCl cộng NaH2O3. Như là ban đầu nó chưa sinh khí em nhé. Rồi, ở đây chúng ta đây là góc tọa độ 0,0 này. Đây là điểm A này, đây là điểm B và điểm C. Như vậy chúng ta xét tại điểm A. Tại điểm A thì chúng ta sẽ ra phương trình đó là gì? HCl cộng Na2CO3 để biến thành NaCl và NaH2O3. Tại điểm A này thì chúng ta tọa nhìn vào cái số mol khí CO2 đấy thì nó mol nó bằng 0, tức là trong trường hợp này không sinh ra CO2. Hiểu chưa Lan Anh ơi? Rồi tiếp tục này. Như vậy số mol đây chúng ta có là bao nhiêu? Không mấy. 0,15. Tôi chuyển qua đây là 0,15. CO2 bên này, NaH2O3 bên này là 0,15. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Dạ, cái này được thầy. Rồi. Thì con nghe rõ. Cái này thì em làm được. Rồi. Bây giờ tại điểm B thì như thế nào đây? Điểm B và điểm C nhá. Tại B và tại C này. Tại B thì chúng ta thấy như thế này. Tại B á thì chúng ta sẽ ra phương trình 2, đó là HCl cộng cho, lưu ý ở đây. Cái điểm này, tại điểm này chúng ta thấy này, ở đây nó cho hai kim loại không không giống nhau. Đó là KH2O3 và NaH2O3. Thì tại bước này chúng ta gom chung nó thành một chất đi. Được chưa? Thầy sẽ gọi RHCO3 là công thức chung cho NaHCO3 và KH2O3. Hiểu vấn đề không em ơi? Tổng số mol nó bây giờ là 0,15 cộng cho 0,1 và bằng 0,25. Ai kiến gì không? Ai kiến gì không em ơi? Tại sao mình gọi chung? Bởi vì vai trò của natri với kali như nhau, không thằng nào trước, không thằng nào sau cả. Hiểu vấn đề không? Rồi chúng ta nghe kỹ. Chúng ta xét tại điểm B. Tại điểm B thì chúng ta sẽ ra phương trình số 2. Đó là HCl bây giờ đi tác dụng với RHCO3 để biến thành RCl cộng cho CO2 cộng H2O. Và chúng ta lưu ý là tại điểm B này thì mol HCl bằng 0,2. Đúng không em? Tại bằng 0,2 mà trên này bằng bao nhiêu rồi? Không mấy rồi. 0,1 rồi, hiểu vấn đề, 0,15 rồi đúng không? Như vậy đây mol này mình cho là ít. Đúng chưa? Và tại B thì mol HCl chúng ta bây giờ là bằng 0,15 cộng ít. Có ít có trùng không ta? Không trùng đúng không? Rồi, ta cho là A đi, A cho khỏi trùng luôn. Và bằng 0,2. Từ đây bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? Phải 0,05 không em ơi? Đúng rồi thầy. Dạ đúng. Và chúng ta thấy là gì? Trong cái phương trình này thì mol CO2 cũng bằng A đúng không? Từ đây suy ra mol CO2 bằng Y, mà Y bằng A đúng không? Bằng 0,05. Có ý kiến gì không? Dạ không. Sau đó chúng ta xét tại điểm C. Điểm C thì mol khí CO2 đây. Mol CO2 là Z, mol HCl là 0,4. Tại C. Chúng ta thấy là từ điểm 0,4 cho đến dương vô cùng, được chưa? Thì mol HCl chúng ta thì mol khí CO2 chúng ta là không đổi. Được chưa nào? Tại C thì chúng ta cũng xảy ra phương trình 2.
với mol HCl cộng cho RHCO3 để tạo thành RCl cộng CO2 cộng H2O. Nếu cái nào không hiểu thì chúng ta sẽ cố gắng làm thêm. Chứ còn một câu thì nó chưa nói lên được nhiều điều đâu. Rồi, bây giờ chúng ta nghe kỹ. Mol CO2 tại đây là Z mol đúng không em? Đúng chưa, đúng chưa? Tôi chuyển Z qua luôn cho nhanh. Thì mol HCl đây là phải Z không em ơi? Dạ. Mol HCl tại C phải bằng ban đầu. Ban đầu là 0,15 cộng cho Z không? Cái kiến gì không? Ừ? 0,15 cộng Z và bằng 0,4. Từ đêm sẽ ra Z bằng 0,05. Ừ? Cái kiến nhiều này không? Dạ không. Wow, sao 0,05 ta 0,25 chứ? Rồi, cái đó để yêu cầu chúng ta làm tỷ số Z chia cho gì? Y 0,25 chia cho 0,05. Thì đây mình tính được là bằng 5. Thế thôi. Chúng ta tìm tỷ lệ thì nó là 5 chia 1. Và đây là đáp số cuối cùng. Thế thôi. Câu này thầy đánh giá của thầy thì không khó. Cái khó ở đây là bạn phải biết là từng cái điểm A, B, C đó thì chúng ta nó có biến đổi giữa số mol CO2 với mol mol CO2 với mol gì nhỉ? Mol HCl như thế nào? Thế thôi.